Trần Ngạn Hành, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1976 tại Hồng Kông, Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, là một nữ diễn viên Hồng Kông. Sau khi ký hợp đồng 10 năm với đài truyền hình TVB, cô bắt đầu hoạt động sôi nổi trong làng giải trí Hồng Kông và Đài Loan vào giữa những năm 1990. Năm 1994, cô lần đầu tiên tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình, đóng vai Dương Ngọc Hòa trong Thủy Giảo Hoàng Hậu. Năm 1996, cô thủ vai Ngưu Ma Nữ trong bộ phim hài kỳ Ảo Tây Du Ký. Từ năm 1997 đến 2000, nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh mà cô tham gia như Giám Chứng Thực Lục, Phản Hắc Tiên Phong, Sơn Thôn Lão Thi Hai, Sắc Chi Ác Quỷ lần lượt được phát hành và phát sóng. Năm 2003, cô không chỉ tham gia diễn xuất trong bộ phim hài cổ trang Giai Đại Hoan Hỷ và phiên bản thời trang của bộ phim này, thể hiện thành công vai Kim Nhật, Tam Cô Nương, mà còn đảm nhận vai trò chỉ đạo mỹ thuật trong Giai Đại Hoan Hỷ phiên bản thời trang. Sau khi loạt phim Giai Đại Hoan Hỷ được phát sóng, điểm đánh giá của nó trên Đao Bần đều trên 8,3, tính đến ngày 21 tháng 9 năm 2023. Năm 2006, cô theo học hệ sau đại học ngành diễn xuất tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và năm sau đó ký hợp đồng với đài truyền hình châu Á, ATV. Từ năm 2010 đến 2011, các tác phẩm mà cô tham gia như Hữu Phòng Xuất Túc 2 và Tối Nguy Hiểm Nhân Vật lần lượt được phát hành. Năm 2021, cô tham gia chương trình tạp chí thông tin của TVB Đông Trương Tây Vọng. Đời tư của Trần Ngạn Hành, chuyện tình cảm, bạn trai của Trần Ngạn Hành là A Lân, người Đài Loan, từng là ca sĩ chính trong ban nhạc Tự Lập. Cô từng nhờ A Lân giúp đỡ với hy vọng có thể gia nhập làng giải trí Đài Loan. Sau đó, hai người chia tay. Vào ngày 3 tháng 7 năm 2024, Trần Ngạn Hành đăng bài viết thừa nhận một nửa còn lại của mình là người ngoài ngành, giản dị và kín tiếng. Đồng thời cô cũng thừa nhận đã có một cô con gái 3 tuổi. Cuộc sống thường ngày, Trần Ngạn Hành nuôi vài chú chó nhỏ ở nhà và thường chia sẻ hình ảnh thú cưng trên mạng xã hội. Trần Ngạn Hành ở tuổi 48, công bố đã làm mẹ được 3 năm, tiết lộ ảnh chính diện của con gái và thông tin về cha đứa bé. Ngày 3 tháng 7, cựu ngôi sao TVB Trần Ngạn Hành đã đăng bài viết thừa nhận rằng cô đã sinh con gái và công khai hình ảnh của con. Trần Ngạn Hành chia sẻ trong bài viết rằng lẽ ra 3 năm trước cô nên thông báo tin vui này, nhưng vào thời điểm đó có quá nhiều việc xảy ra, khiến cô không có tâm trạng chia sẻ niềm vui. Cô cho biết con gái là món quà quý giá mà Chúa đã ban tặng và mọi người không cần đoán cha của đứa bé là ai. Chỉ là một người ngoài ngành đơn giản, không có gì đặc biệt, Trần Ngạn Hành, hiện 48 tuổi, cho biết thế giới của cô không phức tạp như vậy. Cô cảm ơn bạn bè đã quan tâm và nói rằng, con người khi sống đến độ tuổi này, điều gì cũng không quan trọng, quan trọng nhất là sức khỏe. Trần Ngạn Hành đã chia sẻ nhiều bức ảnh của con gái cô, và cả chú chó cưng cũng xuất hiện trong ảnh, nhưng cha của đứa bé thì không xuất hiện. Theo thông tin, giới truyền thông Hồng Kông gần đây nhận được tin báo rằng Trần Ngạn Hành, người đã rời xa làng giải trí, bí mật sinh con gái, và con gái của cô hiện đã 3 tuổi. Cô bị bắt gặp khi đưa con gái đi học mẫu giáo với phong cách ăn mặc giản dị, bên cạnh có người giúp việc và một người bạn nữ, không thấy sự hiện diện của người đàn ông nào khả nghi. Lúc đó, dư luận cho rằng cha của đứa bé có thể là một bác sĩ thú y, vì Trần Ngạn Hành từng nói rằng cô muốn tìm một người làm nghề thú y. Về cuộc sống tình cảm của cô, phải nhắc lại từ hơn 10 năm trước, khi Trần Ngạn Hành từng hẹn hò với một tài xế giao hàng. Người đàn ông này không giàu có cũng không điển trai, nhưng Trần Ngạn Hành yêu anh đến cuồng nhiệt, thường xuyên dùng tiền giúp đỡ bạn trai. Đáng tiếc, mối quan hệ này tan vỡ vì cô phát hiện anh ta lừa dối. Khoảng năm 2018, Trần Ngạn Hành đã rút khỏi làng giải trí. 3 năm trước, mẹ cô bị lừa mất 30 triệu Hồng Kông và đã khiếu nại lên chương trình Đông Trương Tây Vọng của TVB. Dựa trên thời gian này, có thể đoán rằng lúc đó cô đã mang thai. Cô cũng cho biết trong bài viết rằng thời điểm đó cô không có tâm trạng để chia sẻ tin vui. Đáng chú ý là Trần Ngạn Hành và Đặng Triệu Tôn từng có cảm giác cặp đôi rất mạnh, thậm chí có tin đồn giữa hai người. Tuy nhiên, Đặng Triệu Tôn có gu khá đặc biệt và hiện đã có 3 người bạn gái cố định. Họ chỉ dừng lại ở mức tình bạn nhưng vẫn là bạn tốt cho đến nay. Sự nghiệp của Trần Ngạn Hành. Trần Ngạn Hành sinh ngày 26 tháng 10 năm 1976 tại Hồng Kông và quê gốc của cô ở Vân Nam. Cô là hậu duệ của Hoàng Dục Anh, một liệt sĩ nổi tiếng trong cuộc cách mạng Tân Hợi. Điều này mang lại cho cô niềm tự hào về truyền thống gia đình. Sau khi hoàn thành bậc trung học tại Canada, cô đã xuất sắc thi đậu vào ngành truyền thông đại chúng của Đại học California, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ về thăm nhà, Trần Ngạn Hành quyết định tham gia kỳ thi tuyển vào lớp đào tạo nghệ sĩ của đài truyền hình TVB mà không thông báo với mẹ. Với sự tự tin và năng lực,
cô đã vượt qua gần 10.000 thí sinh khác để giành được một suất vào lớp đào tạo đầy khắc nghiệt này. Đứng trước lựa chọn giữa việc tiếp tục học tập tại Mỹ và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất tại Hồng Kông, cô đã chọn con đường nghệ thuật và chính thức gia nhập TVB, một bước ngoặt quyết định trong cuộc đời cô, sự nghiệp diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB, Trần Ngạn Hành đã ký hợp đồng 10 năm với đài, trở thành một nghệ sĩ chính thức của TVB. Vẻ đẹp và tài năng của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý. Và cô được xếp vào nhóm ngũ mỹ đồ của đài, với biệt danh động chi mỹ, tức là sự duyên dáng, linh hoạt và sắc sảo trong cách biểu diễn. Từ giữa thập niên 1990, cô bắt đầu tham gia vào các hoạt động giải trí tại Hồng Kông và Đài Loan, dần dần khẳng định tên tuổi của mình trong làng giải trí. Năm 1994, Trần Ngạn Hành có vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình Thủy Dảo Hoàng Hậu. Trong bộ phim này, cô hợp tác cùng các diễn viên nổi tiếng như Trần Tùng Linh, Hà Bảo Sinh và Lê Diệu Tường, thủ vai Dương Ngọc Hòa, một nhân vật mang lại cho cô sự công nhận từ công chúng và khởi đầu cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Vai diễn đầu tiên của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc, mở ra nhiều cơ hội trong tương lai. Đến năm 1995, ngoài công việc diễn xuất, cô còn thử sức với vai trò dẫn chương trình trong các show truyền hình nổi tiếng như Siêu Cấp Vô Địch Tưởng Môn Nhân và K100. Khả năng hoạt ngôn và duyên dáng của cô trên sân khấu giúp cô trở thành một trong những gương mặt được yêu mến trên màn ảnh nhỏ. Một trong những vai diễn ấn tượng nhất của cô là Ngưu Ma Nữ trong bộ phim hài kỳ Ảo Tây Du Ký năm 1996. Bộ phim này do đạo diễn Lưu Sĩ Du chỉ đạo, quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Giang Hoa, Trương Vệ Kiện và Lê Diệu Tường. Trong phim, Trần Ngạn Hành hóa thân thành Ngưu Ma Nữ, một vai diễn không chỉ đòi hỏi sự sắc sảo mà còn cần khả năng thể hiện cảm xúc và diễn xuất nội tâm mạnh mẽ. Vai diễn này giúp cô ghi dấu ấn với khán giả và trở thành một trong những diễn viên triển vọng của làng giải trí Hồng Kông vào thời điểm đó. Trần Ngạn Hành tiếp tục xây dựng sự nghiệp qua nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh khác, không chỉ thành công trên màn ảnh mà còn chứng minh bản thân qua nhiều vai trò khác nhau. Từ diễn viên, MC cho đến các vai trò hậu trường trong ngành công nghiệp giải trí, năm 1997, Trần Ngạn Hành đã thể hiện nhiều vai diễn đa dạng, bao gồm vai công chúa Ngọc Chân trong bộ phim hài lãng mạn Túy Đã Kim Chi, vai Thi Gia Yến trong bộ phim hài điện ảnh Tinh Trang Nang Huynh Nang Đệ và vai Triệu Vịnh Ni trong bộ phim Tội Phạm Ly Kỳ Giám Chứng Thực Lục. Từ năm 1998 đến 2000, cô tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình khác như Thiên Địa Tranh Bá Mỹ Hầu Vương, Phản Hắc Tiên Phong và Sơn Thôn Lão Thi Hai, Sắc Chi Ác Quỷ. Năm 2003, cô tham gia bộ phim hài cổ trang Giai Đại Hoan Hỷ và Giai Đại Hoan Hỷ phiên bản thời trang do đạo diễn Từ Ngộ An chỉ đạo, trong đó cô thể hiện vai Tam Cô Nương Kim Nhật, một cô gái mạnh mẽ và nóng tính. Bộ phim Giai Đại Hoan Hỷ kể về những câu chuyện đời thường xoay quanh gia đình bà chủ tiệm trà kiểu Hồng Kông Động Mật Viên. Sau khi phát sóng, loạt phim này đã nhận được điểm đánh giá trên 8,3 trên Đao Bần, tính đến ngày 21 tháng 9 năm 2023. Ngoài ra, trong phiên bản thời trang của Giai Đại Hoan Hỷ, cô lần đầu tiên thử sức với công việc hậu trường, đảm nhận vai trò chỉ đạo mỹ thuật và nghệ thuật cho bộ phim. Năm 2006, Trần Ngạn Hành từ chối cơ hội gia hạn hợp đồng với TVB và quyết định đến Bắc Kinh theo học hệ sau đại học ngành diễn xuất tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô tin rằng việc học này sẽ giúp nâng cao kỹ năng diễn xuất của mình, đồng thời hiểu sâu hơn về lịch sử và văn hóa Trung Quốc, qua đó làm phong phú thêm kinh nghiệm cá nhân. Cô cũng bày tỏ mong muốn phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục. Năm sau, cô gia nhập đài truyền hình châu Á, ATV, để tìm kiếm cơ hội phát triển mới. Và bắt đầu dẫn chương trình talk show cùng Lương Tư Hạo và Lý Lệ Tuệ, nhận được sự đón nhận nồng nhiệt. Năm 2008, bộ phim truyền hình Hỏa Hồ Điệp mà cô tham gia được phát sóng tại Hồng Kông, trong đó cô đóng vai Chương Học Doanh. Trong 3 năm tiếp theo, cô tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm khác như Hữu Phòng Xuất Túc 2 và Tối Nguy Hiểm Nhân Vật. Ngoài ra, cô bắt đầu thử sức với các bộ phim ngắn, bao gồm Phi Thường Bình Đẳng Nhiệm Vụ và Thế Giới Không Tường Năm. Năm 2019, Trần Ngạn Hành xuất hiện trong chương trình tạp kỹ Đối Bất Khởi, gắn nhãn bạn hai của Vi Tuất, nơi cô chia sẻ những trải nghiệm cá nhân khi là một cô gái có thân hình đầy đặn. Đến năm 2021, cô tham gia chương trình thông tin và giải trí của TVB Đông Trương Tây Vọng, trong đó cô kể về câu chuyện bị lừa bảo hiểm của mình và mẹ.